con mồi này phải theo đuổi hơn một năm mới đưa được về đội anh em ạ. Mình thì mình rất thích những con mồi gột lên để đi đấu giàn, bởi vì cái tỷ lệ thành công nó rất là cao. Do chim mồi thì đã được cọ sát với chim ở ngoài thiên nhiên rất là nhiều, và rong ruổi cùng với chủ đi khắp những cánh rừng, cho nên là những con chim mồi mà lên đấu giàn được ấy thì thường thường là sẽ đi thi đấu đường xa được các bạn nhé. Ở đây có bao nhiêu anh em đã gột mồi lên đấu giàn được cờ được giải thì anh em cũng cho mình xin cái bình luận phản hồi anh em nhé. Chú chim này thì cả đêm hôm qua là đi xe đấy, sáng nay là cho ra thử luôn, kiểm tra thái độ anh em ạ. Con mồi này là mình mua 8 củ. Nhìn thấy anh em đưa nó lên giàn đánh cái phách đẹp quá, mình kết quá nên là cố đưa về đội. Cảm giác quay xổ số nó vẫn có cái gì đó nó rất là phê anh em nhỉ. Nó tạo cho chúng ta một cái sự hồi hộp nhất định. Đó anh em thấy không, rất là gấu nhá. Thì mình sẽ đổi cho nó sang cái lồng cao hơn xem nào. Chú chim mồi này thì mình được theo dõi một lần ở trong cái clip đi bẫy đấy, và theo dõi mấy lần kè chim thì thấy thái độ rất là gấu. Nhưng mà gạ mãi thì chủ chim không bán. Đến giai đoạn này là anh ấy bận là một. Thứ hai là cũng không còn chim để bẫy nữa rồi, thì anh ấy đồng ý chuyển nhượng cho mình. Nó có 3 năm tuổi lồng rồi đó, sang vụ này là bước sang vụ thứ tư. Đó, lên cái lồng cao bằng anh bằng em ấy trông ra phách ngay. Rồi, cầu thẳng là biết dê nhá. Đi xe cả đêm về mà sáng hôm nay thì test thái độ này là quá yên tâm đúng không anh em. Giờ chỉ còn chờ duyên nữa thôi. Đấy, mình tin là mắt mình nhìn không lệch đâu. Chú chim này thì không thi được giải to thì cũng phải thi được giải nhỏ. Đó, mất mấy phút là bắt đầu quen nhịp rồi, lên cầu ngang bằng nhau là quen nhịp rồi. Anh em thấy chưa? Mới về nhà mà tranh thu ngay, rất là gấu. Anh em chịu khó đi săn những cái chú chim mồi á, anh em người ta đi bẫy mà người ta có ấy. Đó, nếu mà được cầm mà đi test giàn thì là điều tốt nhất. Đấy, test giàn cẩn thận thì các bạn bắt về thì khả năng cao là các bạn sẽ trúng quả đấy nhá. Chiến binh này thì có cái lớp lông nó chưa được đẹp lắm, mình sẽ hồi phục lại bằng cám sao Việt. Năm nay sẽ ra cái bộ lông mướt mát. Đây, đổi cái cầu góc xem nào, xem có biết lật không. Đó, cầu góc cầu thẳng chơi khá ok anh em ạ. Rồi, xin chào tất cả anh em nhé. Mình là Giang An Nam. Chúc anh em nuôi chim thành công.